Xin chào anh em là Hưng. Hôm nay thì shop em có về được một chiếc Mido mới rất là đẹp, thì em sẽ giới thiệu với anh em trong video này nhé. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là một chiếc hộp đựng Mido với tông màu đen và màu cam rất là đặc trưng của hãng. Bây giờ chúng ta sẽ đến chi tiết ở bên trong sản phẩm. Đây là một chiếc Mido thuộc dòng Beluna của hãng với mã sản phẩm là M001 431 112902. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chi tiết dial bên trong nhé. Thì ở đây chúng ta dial cái sắp đầu ở bên ngoài chúng ta sẽ có là 12 cọc được làm bằng thép rất là đẹp, với và những vạch kẻ chưa phút. Vào sắp bên trong thì chúng ta sẽ có tên của thương hiệu là Mido với bộ máy là Automatic. Ở phía góc 6 giờ sẽ là chronometer officially certified. Ở bên góc 9 giờ và bên góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có hai ô lịch thứ bằng lịch ngày. Để chúng ta thuận tiện để quan sát. Với cái vẽ dial màu nâu sunburst này thì chúng ta đi ra ngoài nắng rất là đẹp. Anh em có thể thấy đây. Tiếp đến là chúng ta sẽ có một cái đúng vặn skew down. Thì anh em sẽ phải vặn ra để cho nó hết nấc này đó, em mà các bạn hết rồi. Ở đây thì nó sẽ có hai nấc chỉnh, nấc ngoài cùng sẽ là chỉnh giờ, anh em thấy đây. Nấc đầu tiên thì chúng ta sẽ chỉnh lịch ngày và lịch tuần, lịch thứ trong tuần. Thì ở đây chúng ta sẽ xuôi là chúng ta sẽ chỉnh lịch ngày đó. Và chúng ta xoay ngược thì chúng ta sẽ chỉnh lịch thứ trong tuần. Với cái ô lịch thứ này thì chúng ta sẽ có hai ngôn ngữ, đó là tiếng Anh và tiếng Pháp, rất dễ thuận tiện để anh em quan sát. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với thần phần thân và bộ dây của chiếc này, được làm bằng thép không gỉ rất là đẹp. Với bộ dây thì chúng ta sẽ có ba chỉ dây, hai chỉ ở ngoài sẽ được làm phay xước, còn chỉ ở giữa thì chúng ta sẽ được làm bọc sáng bóng rất là đẹp đó. Anh em có thể thấy đây, sáng bóng rất là đẹp. Và bộ khóa của chiếc này là một bộ khóa đơn với logo Mido ở bên trên. Thế đây thì chúng ta sẽ đến với bộ máy của chiếc này. Thì ở đây chúng ta sẽ có trên vành ba lăng thì chúng ta sẽ có thể thấy được chữ chronometer. Chúng ta có thể thấy được chữ chronometer. Ở đây chúng ta sẽ có thể thấy là 25 chân kính với tần số dao động là 28.800. Với bộ máy ATA chronometer này thì độ chuẩn rất là cao. À, bên xung quanh thì chúng ta có thể thấy là những thông số cơ bản của mẫu này với là 13 triệu chứng độ chỉnh nước 13, hay đúng mã scroll down, mã sản phẩm, số series máy. Đây là một chiếc khá là ổn khi với cái giá mà chưa đến 20 triệu. Em muốn giới thiệu đến với anh em đây. Đó. Bộ mã với chiếc này thì có size là 40 mm. Thì lên tay tầm 16 hoặc là 16.5 trở lên thì rất là đẹp. Tay em là 17.5. Lên tay như này đã rất là đẹp rồi. Đó. Thì anh em quan tâm đến chiếc này thì có thể inbox em trực tiếp hoặc là cô em gọi trực tiếp đến cho em để em có thể tư vấn cho anh em thêm nhé. Thì em xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video sau.